Rồi mình xin chào cả nhà mình buổi sáng ha. Thì sáng hôm nay thì mình chuẩn bị mình đi thăm bẫy cả nhà ơi. Thì hồi chiều hôm qua thì mình có đặt là 50 cái bẫy chuột nha cả nhà. Hồi tối thì mình cũng không có đi thăm, sáng nay thì mình đi thăm rồi mình cuốn bẫy luôn. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Thì mình cũng ra tới điểm thăm này, mình mời cả nhà cùng theo chân mình đi thăm bẫy chuột sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi mình thăm cái bẫy đầu tiên luôn nha cả nhà. Cái bẫy đầu tiên chất quá rồi cả nhà. Cái đầu tiên của sáng ngày hôm nay không dính cả nhà. Còn ở trong đây thì mình cũng có một cái. Rồi dính rồi cả nhà. Hai cái dính được một con. Một con chuột cơm khá là bự nha cả nhà. Rồi ngon lành nha cả nhà. Rồi tiếp tục ở trong đây thì mình cũng có cái bẫy nha. Cái bẫy này chất quất luôn. Hồi nãy giờ thì mình cũng thăm được 7-8 cái cả nhà. Mà mới dính được có một con à. Không biết sáng nay sẽ như thế nào đi cả nhà. Thì giờ này là 5 giờ sáng nha cả nhà. Trời thì vẫn còn tối nha. Sáng nay thì mình lên hơi sớm nha cả nhà. Rồi cái này từ xa mình thấy dính rồi cả nhà. Khá là lâu rồi mới dính được con tiếp theo. Một con chuột nhỏ nha cả nhà. Chuột cơm. Chuột này là bẫy gắn là vừa luôn cả nhà. Chuột này thì mình bắt là để bẫy gắn nha cả nhà. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Rồi cái tiếp theo dính luôn cả nhà. Hai con luôn. Hai con chuột lứa cả nhà. Rồi quá đã luôn cả nhà. Rồi tiếp tục cái này dính luôn cả nhà. Con này cũng khá là bự ha. Đây cả nhà, một con chuột cơm khá là bự luôn. Rồi quá đã luôn cả nhà. Nãy giờ thì cũng dính được lai gai. Dính không được nhiều nhưng mà được cái chuột rất là ngon nha cả nhà. Toàn là chuột ú ú không à. Rồi cái này dính nè cả nhà. Vẫn là một con chuột cơm nha cả nhà. Chuột quá ú luôn cả nhà. Ú nu luôn. Rồi quá đã nha cả nhà. Rồi rồi cái này dính rồi cả nhà, từ xa thấy rồi. Nãy giờ dính chuột một cỡ một cả nhà, bằng bằng nhau luôn. Rồi quá đã nha cả nhà. Rồi tiếp theo ở trong đây thì mình cũng có cái bẫy nha cả nhà. Dính luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, một con chuột tiếp theo. Nãy giờ mình dính toàn là chuột cơm hồi cả nhà. Quá ú luôn.
mùa mưa này á cả nhà, mình đặt bẫy chuột rất là dễ chín nha cả nhà. Tại vì chuột á mưa nó sẽ dồn lên mấy cái cặp bìa giường cả nhà. Mấy ngày trước mình đi soi thì mình thấy chuột nó chạy vô cặp bìa giường rất là nhiều luôn, nên mình đặt cặp theo mấy cái bìa giường nha cả nhà. Rồi, tiếp theo đi thì mình cũng dính được một con tiếp theo nha cả nhà. Đây, một con chuột tiếp theo của mình khá là ngon lành, nãy giờ thì dính cũng nhiều cả nhà. Coi bộ sáng nay cũng có lý nha cả nhà. Mình nhớ đâu đây mình có đặt cái bẫy. Rồi, cái này chết quất luôn. Ngay chỗ đặt quá im luôn nhưng mà không dính. Rồi, tiếp tục luôn cả nhà. Rồi rồi dính ra cả nhà. Một con chuột cũng khá là bự ha cả nhà. Chuột cơm tiếp theo của mình. Rồi, tiếp theo đây thì mình lại dính được một con chuột tiếp theo cả nhà. Đây, một con chuột tiếp theo của mình. Quá sướng luôn đó nha. Đây, ngon lành nha. Cái bẫy tiếp theo không có dính nè. Chuỗi nó ủi này. Rồi, tiếp theo đây thì mình dính được một con tiếp theo cả nhà. Một con chuột cơm tiếp theo. Chuột lứa nha cả nhà. Chuột nó chạy lửa hết trơn luôn cả nhà. Quá trời chuột à. Rồi, cái này dính ra cái nhà. Vẫn là một con chuột cơm. Quá ú luôn. Rồi, cái tiếp theo dính luôn cái nhà. Quá đã luôn. Dính liên tục luôn cái nhà ơi. Đây, một con chuột cơm tiếp theo. Rồi, tiếp tục dính được con tiếp theo luôn cả nhà. Rồi, cũng khá là to nha cả nhà. Chuột mùa này rất là ú luôn. Con nào con lấy ú nu. Rồi, quá đã luôn cả nhà. Cái này từ xa mình thấy dính tiếp theo rồi cả nhà. Rồi, chuột nó chạy cho thấy nè. Quá trời chuột luôn.
Rồi mình dính ra được con tiếp theo nha cả nhà. Dính thì cũng liên tục luôn, nhưng mà chuột thì nó toàn là chuột lứa không cả nhà, không có chuột bự. Bữa nay chúng mánh chuột lứa rồi. Tiếp tục ở trong đây mình có cái bẫy, rồi dính luôn hai con luôn cả nhà ơi. Một bẫy dính được hai con đây cả nhà, hai con chuột lứa nha cả nhà, chuột quá ngon luôn cả nhà ơi. Dính nãy giờ toàn là chuột lứa không cả nhà, không có dính chuột cống nữa chưa. Chuột lứa thì cũng được nha cả nhà. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Rồi, cái này từ xa thấy dính rồi cả nhà. Một con chuột cũng khá là bự nha cả nhà. Con này chắc là con bự nhất của mình nè cả nhà. Nãy giờ mình dính toàn chuột lỡ lỡ không à. Dính được con này là con bự nhất của mình nha cả nhà. Dính cũng nhiều mà dính toàn chuột lứa không à. Chuột lứa thì nó không có ký nha cả nhà. Rồi, cái này dính luôn. Quá sướng. Dính liên tục luôn cả nhà ơi. Đây, một con chuột tiếp theo của mình. Chuột cơm nữa nha cả nhà. Cái này tiếp tục dính luôn cả nhà. Quá đã. Một con chuột cơm tiếp theo. Cái vỏ mình nó cũng đầy bẫy hết trơn rồi. Rồi cái này dính luôn. Quá đã. Dính liên tục luôn cả nhà ơi. Quá sướng rồi. Sáng nay coi bộ cũng trúng mánh nha cả nhà. Trúng mánh chuột lứa. Không có chuột cống nào luôn. Dính toàn chuột cơm không. Cũng được cả nhà ơi. Có dính là vui rồi. Rồi tiếp tục cái này dính luôn nha cả nhà. Đây một con chuột tiếp theo của mình. Chuột này cũng bự nha cả nhà. Chuột cơm nhìn rất là ngon luôn. Tiếp tục ở đây mình dính được một con chuột tiếp theo cả nhà. Quá sướng. Ngon lành luôn. Con chuột này cũng bự. Quá đã nha cả nhà. Rồi cái này dính luôn. Dính liên tục luôn cả nhà ơi. Dướng. Còn cái này thì sao đây? Lại tiếp tục dính nha cả nhà. Quả đã. Mình còn mấy cái bẫy nữa cả nhà. Rồi, cái này cũng dính luôn đó nha. Con chuột nhỏ. Không được bự, chuột lứa nha cả nhà. Rồi thì mình đẩy đi một chỗ ha. Mình còn có mấy cái bẫy nè.
chuột nó chạy lừ luôn cả nha, quá trời chuột rồi. Điểm này chắc ngày mai mình sẽ đặt lại thêm một lần nữa nha cả nhà, chuột cái khu này còn nhiều lắm, mình thấy nó chạy quá trời chạy. Rồi cái bẫy này mình đi hút luôn. Dính này cả nhà, một con chuột tiếp theo. Rồi cái này dính luôn cả nhà, sập rồi, quá đã, nãy giờ dính liên tục luôn, quá sướng luôn cả nhà ơi. Thăm bẫy mà dính được nhiều vậy á, nhìn thấy rất là thấy mê nha cả nhà. Cái bẫy tiếp theo. Rồi dính luôn. Vẫn là một con chuột cơm. Mình còn hai cái bẫy nữa cả nhà. Tiếp tục có hàng luôn cả nhà ơi. Quá đã nha. Còn một cái bẫy cuối cùng. Mình thăm bẫy này xong rồi mình ra ngoài mình tổng kết thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi cái bẫy cuối cùng cũng có hàng luôn nha cả nhà. Đây một con chuột tiếp theo. Chuột lứa nha cả nhà. Dính tòa chuột cơm hả? Không có dính chuột cống nào luôn. Rồi thì mình cũng thăm bẫy xong rồi cả nhà. Thì mình ra ngoài rồi mình tổng kết thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi thì mình cũng thăm bẫy xong rồi cả nhà ơi. Thì đây là thành quả của mình thăm bẫy sáng ngày hôm nay nha cả nhà. Thì mình thăm 50 cái bẫy thì mình dính được là 34 con nha cả nhà. 34 con toàn là chuột lứa không cả nhà ơi. Chuột bự thì dính được có mấy con à. Dính cũng khá là nhiều nha cả nhà. Một bẫy dính hai con thì mình được dính được 27 nha cả nhà. Chuột toàn là chuột lứa ngon ngon thôi cả nhà ơi. Không có chuột cống nào hết trơn. Chuột thì rất là ú nha cả nhà, toàn là chuột mập mập không à. Như đây thì cũng khá là ngon lành nha cả nhà. Đặt có 50 cái bẫy à, mà dính được 34 con. Cái điểm này đặt lần này nữa được mấy lần rồi. Mà đặt lần này thì trúng mánh nha cả nhà. Trúng mánh chuột lứa. Không có dính được con chuột cống nhung nào hết trơn. Toàn là dính chuột cơm không à. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video luôn nha cả nhà. Thì mình hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của mình nha. Rồi mình chào cả nhà mình luôn nha.